南去南去去南去山河，新的的小努力小看去南去，新的新的说喊你的说喊，你说喊你说苦山你的苦山，去去去苦苦去改善去改善去。 山水是山，水山是山，水山是山，水山是山，是山是山，是山是山，哈哈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 
khổ si khổ sinh kỳ si khổ khổ sanh chi si khổ số quan si kỳ khổ khổ số hạn chi si kỳ ni bố số quan ni kỳ kỳ số hoàn si khổ khổ sanh ni si khổ khổ sinh ni hoàn suy phan chi khổ sanh phi si ni tu hoàn ni hoàn xin cha xin hộ xa. Chúng ta đừng nên sợ ma nha, bởi vì chúng ta đang sống dưới ma mà. Chúng ta biết mai mốt chúng ta cũng sẽ là ma thôi. Chúng ta đừng sợ họ, bởi vì họ tại sao lúc còn sống biết thương yêu vợ chồng con cái, mà tại sao lúc mất rồi mà cứ nói là ô tôi sợ ma lắm, tôi sợ ông ấy lắm. Tại sao phải sợ? Mình cũng là ma mà. Tâm mình tâm Phật đi thì mình mọi người ai cũng đều là Phật cả. Tại sao không biết nghĩ như vậy mà cứ lên mà chỉ trích với nhau? Họ cần một đứa con để mà sau này cho gia đình vui vẻ với nhau. Ta cũng giúp được gì? Ta sẽ xin nước cam lô của mẹ quản thải ấm để cho người uống, để mà người có mang em bé đi, để sau này con giúp cho đời của mình có tốt không nào? Xin cứu xin cứu chúng ta để chỉ kỹ sĩ của con mà mỹ chất thực tục quản lý khi chị anh lấy đi cứu chụp quản lý cái thì cô số chức năng chỉ chỉ về về à chỉ về cô tên cái của cô sẽ về à có chuyện hả à chị anh sẽ có cái gì đó anh sẽ có cái sản phẩm gì chứ cái cái của quản lý là có thể về cái của cô sẽ lấy cái cái xin tôi một số nào là nào của cô sẽ về phở này sung anh này bé to này ta can thì tôi có sợ cảm nỉ nỉ tôi ô thô xin tất cả các sự sự cột phạt khổ khổ xin xin kính chúc khổ khổ xin các các xin xin kính chỉ chỉ khổ khổ xin để các các xin khổ xin kính chỉ có khổ khổ xin nỉ nỉ sự các các chúc khổ khoan chi chỉ khoan chi kính chỉ chỉ dạ 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 move 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 nay duyên tìm tới nhà xác có gì không duyên thì cứ kêu duyên và giàu bình thường với nhau, đừng có xưng hô bà này ông nọ nha, không có tốt cho cõi trần nha. Ừ. Mình cứ xưng gặp nhau cõi trần này là đều là tỷ muội huynh đệ với nhau tất cả ha, không có phân biệt người này cao người này thấp hay là người này sao sao, cứ phân biệt nhau, cứ kêu tỷ muội nhau là được rồi. Muốn cứ xưng sao cũng được, mình đừng có xưng danh xưng tánh ra, bởi vì các vị là không có thích những người mà xưng danh xưng tánh ra, không có tốt cho mình ha. Các vị dù xưng đi chăng nữa cũng được chứ không phải không, nhưng mà xưng người ta đâu có thấy được các vị thần, người ta chỉ thấy được cái xác mình thôi. Rồi mình xưng ra cái người ta nghĩ là ô xác này nay nó lên nó nhảm, nó nói trước cộng đồng mạng nó xưng nó là thánh là thần đồ này kia nọ, rồi người ta hỏi kiếm ông thánh đó, đó ra làm gì mình có để mình kiếm ra. Người ta chỉ ẩn ở trong người mình thôi. Mô Phật. Thì Duyên có sự băn khoăn là không biết là đúng hay là sai. Cho nên Duyên muốn đến đây để thỉnh giáo, để cho chị vào chỉ dạy cho Duyên, để cho Duyên đi đúng đường đúng lối. Thì tâm giờ đây còn băn khoăn không biết đi về đâu và làm gì, và lại nó còn có sự uất ức nhiều thứ mình muốn xả bỏ, nhưng mà nó còn dính nhất cái nghiệp.
thì ta nói với sức mê ta có đây ta có sợ 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 ta nói với con gì nhé. Con thì chỉ là xác phàm, nhưng con đã có người độ rồi nha. Con đừng đi tới những cái nơi ô uế để mà làm cho thân xác của mình bị mà cái vấn đề bậy bạ để mà tẩy rửa thân mình nha. Con ráng đi rồi sẽ có bề trên độ cho con. Còn vấn đề mà con cái đồ này, cái kiếp ai xuống cõi trần gian này ai cũng phải có quá khứ cả. Nhưng mà cái quá khứ đó mình lên đây mình nói cũng không tốt đâu. Bởi vì người đời họ nghĩ ra mình nói ra là này kia nọ, nhưng mà mình nói ra là mình sám hối lỗi lầm của mình, cái đó là đúng chứ không sai. Nhưng người trần sẽ vô minh không biết rồi chửi đâu, nói mình đã biết bao nhiêu gì rồi mà mình còn đi phanh khui ra để mà lên cộng đồng mạng để mà nói cho bà con cô bác nghe, không biết mặc cỡ thì miễn đời mà họ nói gì mặc kệ họ, Duyên đừng để trong lòng. Còn cái vấn đề của Duyên thì sẽ có ơn trên xoay chuyển cho Duyên để sau này cũng cứu độ chúng sanh. Cái vấn đề con của Duyên, có Duyên nơi những cái phần con của Duyên đã vào cái bào thai của Duyên là đều có Duyên với Duyên cả ha. Thành ra các bé ở dù đã Duyên đã bỏ các bé ở bất cứ cõi nào thì những các bé đó cũng đã tu học đàng hoàng hết. Duyên đừng sợ bé hành Duyên hay này kia nọ, đừng nghĩ quan cho bé tội bé nha. Rồi đem bé tới thầy này thầy kia thầy nọ rồi đánh đập bé tội lắm nha. Chúng ta không đánh bé đâu, không đánh người ấm đâu, bởi vì họ rất tội, tại mình không thấy thôi. Họ mắc nhiều cái lắm, tai nạn giao thông nè, rồi bệnh tai biến nè. Nhiều khi họ đang đi cái họ té hắc bạch vô thường tới thì họ phải chết thôi, để mà họ không biết. Cái họ nói ô sao không biết tự nhiên tôi chết, mà không biết là cái kiếp sống của mình ở nhân gian mình tạo được gì ha, mà là mình khẩu nghiệp ha. Cứ lên cứ thấy người ta phanh khui ra, người ta nói thật lòng thật dạ của mình để cho mà hòa đồng với nhau, để mà chia sẻ giữa cái tình đời người cõi trần sống với nhau. Mà người đời cứ lên là chỉ trích, nói mình phanh khui ra vậy mà cũng biết nên nói, không biết mắc cỡ. Không mắc cỡ, không gì là mắc cỡ cả, bởi vì cõi du di của chúng ta mà. Muốn cho người trần cử nổi, nhưng mà thôi mình không cần nổi gì ai cả. Mình cử lên mình trinh dĩ Phật, chứ Phật chứ Đại Bồ Tát, họ sẽ hiểu được mình và sẽ xây chuyện cho mình, không cần trinh dĩ ai đâu nha. Con người của chúng ta, các người ở đây là đều là con cha, con của cha trời mẹ đất cả, không phân biệt ai cả. Đừng có ở nhân gian này mà làm loạn lên đây mà thôi. Ông này bà nọ để mà nhắn kiểm nhận cái xác mình đi tìm đến nơi để mà đánh đập họ, bắt dông của họ, bắt có quyền của họ để mà nhốt lại, để mà hành hạ cục quyền của họ. Những người đó tuy rằng họ không thấy, nhưng nhân quả là tại vì họ rồi mà họ có biết không, phải không? Mình sống đã chót chắc ở cõi trên thả xuống dưới này để cho mình lập công bồi đức, đã thờ này đã tới rồi, không còn gì nữa hết. Thả xuống đây để cứu người, mình cứu được một người còn hơn đi mưa cành chùa. Mà tại sao mà lại lên nổi với nhau nhận lời, không cho với nhau nhận lời hay ý đẹp, mà để lên nổi với nhau nhận câu chửi trích đành nhau, không có tốt cho xã hội của mình. Nếu một người nhìn một câu lấy câu đó ra để mình niệm Phật, hàng ngàn xa số bá gia bá tánh đều nghe, các hương linh cũng đều nghe, tốt hơn là để mình hơn đây để mà mình hơn thua nhau để làm gì, phải không nào? Người đời không ai biết đâu, mỗi con người đều có cái nghiệp. Tại sao chúng ta bệnh rồi đã đi tìm tự thầy, mà tại sao thầy chữa cho mình lại không hết? Đâu phải mà tự là thầy chữa cho mình hết liền đâu. Mỗi cái con người, cái nghiệp của mình biết bao nhiêu đời kiếp đã bám theo quán giá trái chủ của mình. Họ đã theo mình nhiều đời nhiều kiếp để mà trả thù mình, mà tại mình không biết. Thì nhờ tự con đường, nhờ có sao, nhờ có chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thần, chư Thánh, chư Thiên, để cho cái các tội trần của mình biết sớm ngày quay đầu giác ngộ, để mà hội ngộ với nhau, ngồi đàm đạo với nhau cho nó vui vẻ trên cộng đồng mạng. Mình lên mình nói như gì thì cả nước đều thấy chúng ta nói được những cái lời hay ý đẹp với nhau. Mình lên nhau, bất cứ mình gặp nhau, dù không quen biết, gặp nhau dần bật tay chào hỏi với nhau, cái đó là
là niềm mong muốn của cội du di của chúng ta, muốn cho người trần đều hòa hợp lẫn nhau để mà yêu thương nhau, để mà chúng ta cùng nhau góp sức đi ra ngoài trời cầu trời Phật cứu độ cho bá gia bá tánh nước bình an, đất nước mưa thuận gió hòa. Cái đó là cái điều tốt. Tại sao chúng ta không làm mà chúng ta cứ khẩu nghiệp với nhau để làm gì, mà trong khi đó chúng ta đâu có sống mãi mãi ở trên cõi trần này đâu. Thì một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ bỏ thân xác này để đi về nơi cát bụi của mình. Thân xác này thì phân biệt đi, cho là người đó giàu đi, người đó giàu được gì? Người đó giàu thì được một cái hàng tốt đẹp hơn của những cái nhà mà nghèo khổ, phải không? Thì được cái hàng tốt đẹp đó rồi sao? Bỏ vô đó rồi, cái thân xác nó không rạ ra, nó cứ ở trong đó, nó cứ thủi tới thủi lui, mà cứ ở đó mà giữ cái thân xác đó, giữ cái hàng đó, giữ cái mộ đó làm gì? Thôi chúng ta buông bỏ. Cái người nghèo gì mà họ rất là dễ buông bỏ, bởi vì cái hàng của họ chỉ là dỗm thôi, không có đồng ngân để mà mua cái hàng chất lượng đâu. Rồi họ sẽ xuống ngày suy nghĩ giác ngộ. Nếu có người niệm cho họ một cái câu niệm Phật, là dù họ có bị ai yếm họ đi chăng nữa, dù dưới đất á, là ở đâu cũng dĩ nữa, nếu một cái câu niệm Phật của Phật khử lên thì họ cứ niệm đi rồi từ từ một chút một câu thì thấy nó sáng một miếng, một câu thì thấy nó sáng một miếng. Thì các gì mà bị ở những cái văn nào mà người ta yếm các hướng linh họ đều nghe cả, thì họ nghe được cái tiếng niệm Phật đó thì sẽ mở rộng tầm mắt ra cho họ, sẽ cứu họ từ ở cái cõi yếm đó để mà được lên trên cõi trần, để tìm về cha mẹ của mình, anh em của mình. Ở tại sao con chết rồi mà cha mẹ yếm con? Bởi vì sợ con về con tự giận nè, có cái xác này nè, lúc còn sống nè, đã ăn chơi nè, cờ bạc nè, đề nè, rồi khi mất rồi tự giận, uống mua thuốc về uống bổ chết, rồi người nhà sợ vậy là ở nhà có hôn đi mượn thầy về bỏ vô trong cái hang để mà yếm tất cả cho cậu ấy. Nếu mà ta không gặp cậu ấy, ta không niệm Phật, ngay giờ này cậu ấy có đứng được đấy không, phải không nào? Chúng ta đừng nên sợ ma nhen, bởi vì chúng ta đang sống với ma mà. Chúng ta biết nay mốt chúng ta cũng sẽ là ma thôi. Chúng ta đừng sợ họ, bởi vì họ tại sao lúc còn sống biết thương yêu vợ chồng con cái, mà tại sao lúc mất rồi mà cứ nói là ô tôi sợ ma lắm, tôi sợ ông ấy lắm. Tại sao phải sợ? Mình cũng là ma mà. Tâm mình tâm Phật đi, thì mình mọi người ai cũng đều là Phật cả. Tại sao không biết nghĩ như vậy mà cứ lên mà chỉ trích với nhau để mà ra vẻ ở gì kia ca sa ca na cơ tơ sa ca ca chi cơ tan ti chi xin cầu khai chỉ khan a si ca sa chi sợ khai. Ý như ta là người đã đổ xác, ta cho người theo dự xác này để cứu cho nhân người bình ở cõi trần. Dù là họ bình gì ta không cần biết, nếu đủ duyên ở đây ta sẽ giúp cho họ. Còn nếu như họ cần một đứa con để mà sau này cho gia đình vui vẻ với nhau, ta cũng giúp được gì? Ta sẽ xin nước cam lô của mẹ Quảng Thải Ấm để cho người uống, để mà người có mang em bé đi để sau này con giúp cho đời của mình, có tốt không nào? Rồi bé Duyên có điều gì muốn nói không? Cô cứ nói đi. Ta cứ bức ức mà không biết chuyện gì. thầy của ta này không biết là ai luôn. Mà lúc Duyên muốn lấy một vật gì của ai đó thì thầy của Duyên thì bảo ai cho con lấy? Đó là phạm ai cho con lấy? Trộm cắp. Duyên muốn coi mạng bình luận những điều xấu xa, thầy cũng cản không cho tôi. Cho Duyên tìm về quá khứ, không nghĩ đến tương lai. Con trẻ hồng trần lúc ở cõi thiên, con phạm lực đại con xuống trần. Con ở cõi trần thành tâm tu niệm, cầu xin Đức Phật từ bi cứu độ cho mọi người được bình an.
con là duyên đã phạm nhiều lực cõi thiên đình, vì một chút nông nổi bị đại xuống cõi trần phải chịu nhiều đau khổ. Chồng con nghĩ là ai, con ôm con ấp chỉ là một hồn ma. Ma kia biến dạng ra người, nghĩ rằng chồng con là quỷ là ma không hà. Con ơi hãy ráng nguyện cầu, cầu xin cha mẹ đại từ đại bi. Con thơ lúc ở cõi trời không hiểu không biết, cho nên mới đọ vào trần gian. Nghĩ con xuống trần lòng con sẽ dứt, biết lo tu niệm Phật pháp để về với cõi Di Đà. Nào ngờ nghiệp con không dứt, quan gia trái chủ lợi chất chồng. Thấy con trẻ hồng trần rơi lệ, hồn mẹ nhìn mà xé ruột đau. Lúc kia con ở cõi trời, mẹ thương mẹ ẵm mẹ bồng mẹ nắng. Con gái của ta nay đã lớn, vì phạm lực thiên đình đỏ xuống nhân gian. Con ơi hãy mau lập công bồi đức để quay về với mẹ con ơi. Con nhớ mẹ nhưng mà mẹ ở dưới trần gian sanh con ra con chưa trả. Giờ đây con chỉ có sự cung kính và hỏi thăm, điện hỏi thăm mẹ để hỗ trợ trên tinh thần của mẹ dưới trần. Mẹ sanh con ra ở dưới trần song thân con chưa trả hiếu được, vì con phạm tội, con tạo tội lỗi rồi, con không nhớ gì tới mẹ cha. Ngày hôm nay con ăn năn sám hối, con còn nhiều điều chưa làm được. Nỗi lòng uất ức nghẹn ngào, hải mau tuôn chảy cho lệ trào dâng ra. Ấm lòng cha mẹ cõi trên, nhìn về cõi thế cha mẹ nơi dương trần. Con tôi lúc ở cõi trời, tôi yêu tôi quý tôi bồng trên tay. Vì nay con xuống cõi trần, quên cha quên mẹ ở thiên đình rồi con ơi. Nghiệp tạo ra thì mình phải trả, trả đi con khờ sắp đến ngày hội ngộ mẹ con. Khi con trả đầy nghiệp con chồng chồng kiếp kiếp, mẹ sẽ cho con hồn thiên để cứu độ chúng sanh. Mẹ luôn dịu dắt con dõi theo bước con đi, nhưng cha ở đâu? Con vô minh con xin cha một chút trí tuệ. Ngày nay chỉ có mẹ nhìn thấy trẻ thơ. Ta thương con trẻ ta lúc ở cõi trời xinh đẹp lắm, rất nhìn là thấy rất yêu.
ngày nào ra dòm con trẻ, ui con tôi nay đã lớn rồi. Cha kêu mẹ hãy ráng dỗ con cho nên đừng để con khờ khóc hoài bà ơi. Mẹ ngồi ru con trên nỗi tay ẩm ầu ơi, vì dầu con trẻ ơi hãy mau ngủ đi. Uất ức trong lòng hãy mau tuôn ra hết, rồi đây sẽ cho con được có hồn thiêng. Ngày giờ này mẹ trông con từ lâu lắm, vì chưa được định mệnh trên sắp bài. Ngày nay xác cầu xin Đức Phật, xin các chư vị mở lòng từ bi tiếp nhận con thơ. Con thơ ở hồng trần lạc mắt, con muốn tìm gặp được con thơ. Mấy lâu nay mượn xác cõi trần này giúp đỡ cõi đời đang gặp nguy hiểm con ơi. Mẹ muốn tìm kiếm con từ bấy lâu nay nhiều nhiều lắm. Để gặp con tệ phiền dại đôi lần, phiền con ở cõi trần hãy mau tu cho lẹ, để phụ thiên đình cứu giúp người trần gian. Người bệnh tìm tới xác hàng ngàn xa số, ta đi kiếm con mình nó đang lạc nơi đâu. Ngày nay nhờ xác này ta gặp được con trẻ, hãy ráng về mà tu niệm đi con, đừng mê cõi trần nhiều nữa. Biết có nữa không mà mình mê, hãy ráng tu niệm nhiều lên đi nhé. Dù gì sẽ về dạy con phép thuật để cứu độ ba gia ba tánh ở cõi trần gian. Xét này có biết gì đâu nghe, được ơn trên chuyện đủ thứ giàu người. Xét này ở cõi trần cũng như con thôi đó, gia đình khó khăn nhưng nhờ có tấm lòng từ bi, ơn trên xây chuyện vào cho xác để nhờ xác này kiếm tất cả con thơ. Con ta tí đông nhiều 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 lắm, ta mới kiếm được một đứa mà thôi. Đứa con này ta thương ta mến, bởi vì ta cực khổ với nó nhiều hơn. Cha con bảo rằng ôi con gái tôi đã lớn, nhìn rất yêu kiều dễ thương. Cha hằng ngày kêu mẹ đi kiếm, trời đất rộng lớn biết tìm nơi đâu. Ngày giờ chờ từ bấy lâu nay, xác trần đã có được ơn trên cho về. Gặp con trẻ ta muốn ôm vào lòng dữ lắm,
Nhưng gì ở cõi trần họ đâu biết gì đâu. Ta đang kiếm con ta nữa, có tìm gặp con rồi ta mừng lắm con trẻ ơi. Ông ơi thấy con rồi ông nhé, ông hãy dòm đi thấy được đứa trẻ thơ. Đứa con mà ông yêu ông quý lũ lạc cõi trần nay tìm được rồi ông ơi. Con có đôi lời nhắn nhủ với cha nhé, cha đang hiện diện nơi này để dòm trẻ thơ. Con biết cha đang dòm con, cha dịch thấy con tất cả. Chẳng những cha nhìn thấy mà cha còn thấy rõ ràng. Nhưng con dường như không cảm nhận được cha. Cha xa xôi dịu dàng. Hồng trần đau khổ, chúng sanh đã nguy gặp nạn. Cô lưới trần thế sao trời dây chiến bao quanh. Nét tan cả lòng vì thấy con thơ của ta. Đang tìm đang kiếm cha mẹ ta nơi phương nào. Trời ơi có thấu ta đây đã gặp trẻ rồi. Còn mong gì nữa, xin cảm ơn tổ tổ ơi. Quyết tâm tìm kiếm trẻ thơ nay đã gặp rồi. Xin cảm ơn các ngài đã mở lòng từ bi. Mu Phật. Hồng trần con trẻ có muốn nói gì với cha với mẹ, hãy thổ lộ hết trong người mình ra. Để cha mẹ gặp con trong giây lát nữa, cha mẹ phải về để mà lo chuyện khác con ơi. Mượn xác trần giây lát thôi nhé, không được nhiều đâu con gái ơi. Ráng ở cõi trần nghe mẹ dạy bảo, cha đây nhắn nhủ đứa con gái của ta. Mẹ đây dặn dò con ở cõi trần hãy mau tu niệm, hằng ngày niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng. Hãy mau đi về kỳ quy y Phật tổ, để tìm con đường về vĩ Phật Thích Ca. Khi chúng ta làm sống diệt cõi dương trần, ta sẽ về được toàn tụ cha con mẹ con được hồi ngộ. Chút nữa ta nhờ tổ quy y cho con, để con sớm ngày đắc đạo cõi trần. Ta sẽ nhờ tổ chuyển xác thiên về cho con, chuyển hồn thiên nơi cõi thiên đình, vào thân con trẻ bảo vệ trẻ thơ, để cho trẻ thơ cõi trần lập công bồi đức. Để cho cha mẹ cõi trời nhìn về thấy con trẻ hồng trần này tốt đẹp rất uy nghiêm. Tay cầm binh cử ngựa bắn cung, hỡi con trẻ hãy làm như lời mẹ dạy. Khi mẹ gặp con cung mẹ đã có, ngựa mẹ sẵn sàng để cho con trẻ cõi trần gian. Ai mà lộn ngào đừng nên kiêu ngạo, đừng nên khi dễ xác trần này của con ta. Ta cho con trẻ xuống hồng trần cũ quy đất nước, ngày nay hội ngộ rồi, ta xin tổ ban cho A-di-đà Phật. Người này là người cuối cùng, nhưng ở lúc con phẫn nộ, con không muốn đụng tới thân xác con không muốn đi vào con đường tình
điên ái, nhưng mà đã từ lúc vô Minh con đã chót đam mê, bây giờ